Tuần lễ check-in liền tay, nhận ngay ngàn quà tặng. Sự kiện check-in nhận quà của Bảo Tín Minh Châu tại Trung tâm Thương mại Big C Thăng Long đã diễn ra từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 2023, được đông đảo khách hàng đón nhận. Đến tham quan, trải nghiệm và check-in tại quầy bút của Bảo Tín Minh Châu, khách hàng được chơi mini game nhận quà, tân trang trang sức miễn phí và đặc biệt may mắn nhận được voucher mua hàng trị giá 5 triệu đồng. Trong suốt cả tuần qua, hòa chung sức nóng của sự kiện với những phần quà vô cùng hấp dẫn đến từ thương hiệu Bảo Tín Minh Châu là vô vàn cảm xúc phấn khởi, hồi hộp, háo hức hay hạnh phúc của khách hàng khi trúng giải nhận quà. Cảm xúc rất là vui. Đấy, rất là vui vì là chị cũng vô tình là xuống đây chơi cùng bạn chị ở dưới Hà Nội này, thì là được bạn chị là mà rủ hôm nay là vào siêu thị Big C đi chơi thì lại được nhận phần quà từ Bảo Tín Minh Châu. Cái cảm xúc là vô cùng sung sướng luôn. Cảm ơn Bảo Tín Minh Châu rất là nhiều ạ. Chị cũng hay mua hàng của Bảo Tín Minh Châu, nhưng lần đầu tiên là được tặng quà miễn phí. Hôm nay rất là vui, đi vào trong siêu thị thì nhân tiện gặp quảng cáo đây thì rẽ vào chụp ảnh ủng hộ cho Bảo Tín Minh Châu là làm ăn phát triển. Hôm nay rất là vui, đưa cháu nội vào trong siêu thị sắm đồ, nên là cảm ơn Bảo Tín Minh Châu đã có buổi gặp gỡ rất là vui vẻ.